À vâng, và vườn mai chiếc chè bông xin chào cả nhà nha. À, thì hôm nay thì em xin được giới thiệu với cả nhà một số cái giống mai mới bên vườn mai nhà em nữa. À, đó là cái cúc đậu xanh nha. Cúc đậu xanh nha cả nhà. Thì đây là cái hoa mai của cúc đậu xanh. Hoa rất là to nha. Bốn ngón tay của em chụm lại đây cả nhà. Thì cái hoa này nó đã nở mấy ngày rồi cho nên nó đã rụng nhị rồi nha cả nhà. Đây, nó đã rụng nhị rồi. Thì cái hoa này nó rất là to ha. Rất là to. À, và cái độ bền của nó thì nở được tầm khoảng 3 đến 4 ngày. Và đặc biệt là nó không rụng nụ nha cả nhà. Nó không rụng nụ nha. Đây là cúc đậu xanh nha. Cúc đậu xanh. Rồi cái cây này là cái cây giống nhỏ xíu của em. Nó nở hoa mà nó còn như vậy nè cả nhà. Còn nếu mà cái cây bự mà chúng ta nó đủ sức thì nở chứ rất là đẹp luôn ha. À, đây đây cũng là nó đây. Thì cái nhị này là cái này cũng nở 2 đến 3 ngày rồi. Cái nhị nó còn nhưng mà hoa thì nó cũng không còn tươi lắm ha. Đây nè cả nhà. Đó, đây là cúc đậu xanh nha. Rồi cúc đậu xanh đây. Và đây là cái mặt hoa của cúc bi. Đó, đây là cúc bi nha cả nhà. Cúc bi thì nó nở hoa chùm không à. Hoa chùm rất là đẹp luôn ha. Cái cây nhỏ xíu mà nó nở hoa chùm luôn nha. Rồi cái này thì nở lâu rồi, nó rụng rồi nha. Ừ, cái này do là em bận công việc quá, nó không có về vườn quay được á cả nhà. Cho nên là hoa nó đã nở mấy ngày hết trơn rồi. Đó, đây. Đây là cúc đậu xanh nha. Cúc đậu xanh. Ừ. À, đây là cái vườn mấy giống thì bên vườn mai nhà em thì cũng rất là nhiều giống nha cả nhà. Rất là nhiều giống, tầm khoảng mười mấy hai mấy loại giống luôn á. Ừ, em sẽ lần lượt đi đi tới cho cả nhà xem nha. Rồi thì hôm nay thì em sẽ giới thiệu với cả nhà, giới thiệu và giao lưu với cả nhà, đó là một cái giống mai, đó là cúc đậu xanh và cúc đậu đỏ và cúc cam, cúc nữ hoàng pha lê và cúc tây thi nha cả nhà. Thì đây em đang tiến tới này, cái đá đây là cái đám cúc đậu xanh nha. Đó, cả nhà nhìn thấy không? Ừ, đậu xanh thì như cái mặt hoa thì vừa rồi em đã giới thiệu với cả nhà rồi ha. Đây là cúc đậu xanh. Ừ, cây của em cũng cao rồi, cái này về chúng ta lấy bo được liền nha cả nhà. Lấy bo được liền ha. À, đây em sẽ quay chi tiết từng cây cho cả nhà xem nha. Cái này về chúng ta lấy bo là rất là ok luôn. À, em, bởi vì em để như thế này nè, để về cho chúng ta lấy bo ha. Đây là cúc đậu xanh nha. Rồi em đã dựng kẽm được một khúc và khúc này đáng lẽ là bấm ngọn nhưng mà em cứ để dài như thế này để cho chúng ta về lấy được nhiều bo nha. Đây em sẽ đo nha. À, một gang tay, hai gang tay, tầm khoảng ba gang tay của em thì chắc khoảng 5 tấc, 4 tấc rưỡi đến 5 tấc nha cả nhà. 4 tấc rưỡi đến 5 tấc thì đa số là nó một mẫu rồi, em đã lựa ra rồi, em tuyển ra rồi ha. À, em tuyển ra rồi hết rồi. À, thì cái giống này hôm nay em giao lưu với cả nhà là giá 100 ngàn một cây nha. Nếu ai lấy 3 cây ấy, thì em sẽ bao phí vận chuyển tới nhà cho mình luôn. Rồi đây, đây là cúc đậu xanh nha cả nhà. Cúc đậu xanh của Tống Phong nha. Rồi đây, thì cây cao tầm khoảng 5 đến 6 tấc nha. Em để nó rất là dài như vậy nè, nó cũng đang nhảy nhánh nè cả nhà. Nó cũng đang nhảy nhánh nha. Ở dưới đây thì cũng có được một số cây có mấy nụ. À, nụ ít thôi nha. Cái này chủ yếu là chúng ta về làm giống nha cả nhà, chứ nụ thì không có nhiều ha. À, đây thì cây nó cao tầm khoảng 5 đến 6 tấc nha. Rồi em sẽ bước qua bên đây cho cả nhà xem ha. Đó, cây nào cũng như cây nấy, em đã lựa tuyển hết rồi nha cả nhà. Còn về phần phần gốc á thì đều ghép trong những cái cây xử lý đế hết. Nhưng mà cả nhà biết không, tại vì quá nhiều cho nên là tụi em không có môi rễ ra được xiết nữa. Cho nên là về thì chúng ta khi thay chậu chúng ta môi ha, rễ đẹp không luôn nha. À, ví dụ như cây này là cây lò xo đây, rễ rất là đẹp. Tuy nhiên thì quá nhiều nha cả nhà, thì em không có ngồi môi từng cây ra được cho cả nhà. À, về chúng ta ví dụ như khi thay chậu thì chúng ta sẽ thấy là cái cây nào nó cũng xử lý đế hết nha. Đó, đây cả nhà thấy không, đế uốn toàn là đẹp không. À, cái này em cũng thay chậu rồi, hết rồi. Cái này về chúng ta cắt lấy bo ha, xong rồi để nuôi như vậy thì cũng rất là ok luôn ha. Đây em sẽ tiến vào bên trong nữa nha. Rất là nhiều giống nha cả nhà. Bên vườn mai nhà em tầm khoảng 20 mấy giống mai nha. À, đây em tiếp tục em sẽ này. Đó, đây có những cây thì nó cũng đã lò rễ lên ha. Rễ lò xo, rồi rễ như thế này đây, rễ nơm. Ừ, nói chung là đủ kiểu rễ cả nhà, rễ đẹp không luôn nha. Nó như thế này mà em chỉ bán với giá chỉ có 100 ngàn một cây thôi nha. Em ship từ 3 cây và em sẽ bao phí vận chuyển tới nơi cho cả nhà luôn. À, đây là cúc đậu xanh của Tống Phong nha. Rồi một cái giống mai tiếp theo nữa bên vườn mai nhà em đó chính là cúc đậu đỏ nha. Trời ơi cả nhà nhìn thấy mà mê không, em vô nhìn thấy rất là mê luôn. Bên đây là cúc đậu xanh và bên đây là cúc đậu đỏ đó, em sẽ quay cho cả nhà xem ha. Nhìn rất là đẹp luôn đó, cúc đậu đỏ, đặc biệt là cúc đậu đỏ nè.
cả nhìn thấy cái đỏ, cái đọt đỏ rất là đẹp luôn nha. Đó, cây thì nó như thế này đây, cây to cao tầm khoảng 1,5 gang của em, thì 1 gang của em tầm khoảng tấc 8, 2,5 tấc đi lên ha. Có cây thì cũng 3 tấc, rễ thì cũng xử lý đế hết nha cả nhà, cây nào cũng được xử lý đế hết, đế nơm rồi đế uống đủ loại hết nha, cây nào cũng xử lý rễ hết. Nhưng mà do số lượng nhiều quá cho nên là em không có mô rễ lên xiết được, cho nên là khi mua về thì cả nhà mô rễ giúp em ha, khi thay chậu rồi đó. Đây nè cả nhà thấy không, rễ của nó nè, thì cây nó cũng nhảy nhánh hết rồi nha. Ừ, cây nó cũng nhảy nhánh hết rồi đó. Đây cả nhà nhìn thấy không, một màu đỏ rất là đẹp, và hoa của cúc đực đỏ cũng rất là đẹp luôn nha, hoa chùm nha cả nhà. Rồi đây rễ đây, cây nào cũng xử lý đế hết nha. Ừ, có cây thì có 2 nhánh này đó, như thế này nè. Cây nào nói chung cái lô này á là tụi em nuôi cây rất là cứng cáp rồi, cho nên về trồng thì chúng ta khỏi thấy sợ gì luôn nha. Đó, đây là cúc đực đỏ nha, đó rất là đẹp, một màu đỏ rất là đẹp luôn ha. Rồi và em sẽ tiến tới nữa một cái giống mai nữa bên vườn mai nhà em, đó chính là cúc cam nha. Thì cúc cam cái lô này cây rất là đẹp luôn nha cả nhà. Cúc cam thì cái màu nó là màu cam của cà rốt ha. Cái lô này em bán trong cái chương trình cuối năm thì em tiếp tục tri ân khách hàng ha. Nếu mà ai mua 10 em sẽ tặng 1 luôn nha. Em mua 10 tặng 1, và cái cúc cam đợt này thì em bán cũng giá cũng rất là hữu nghị để cho mọi người về chúng ta lấy bo ha. Và đặc biệt là những anh, những chú mà mới biết chơi mai á, thì mua những cái cây mai nó khỏe như thế này về thì chúng ta trồng nó cũng không có sợ bị chết nha cả nhà. Bởi vì cây em nuôi nó đã già, đã cứng hết rồi. Nó cây 2 gang tay của em tầm khoảng 4 tấc hết rồi. Cây nào cũng khoảng 4 tấc hết nha cả nhà. Rễ, rễ thì đều xử lý rễ hết. Nói chung lô mai bên vườn mai nhà em thì cây nào nó cũng xử lý đế hết nha cả nhà. Nhưng mà do số lượng nhiều quá thì em không có moi lên thôi. Đó, cái lô cúc cam này thì rất là đẹp luôn ha. Em tri ân khách hàng chỉ có 100 ngàn một cây nha. 100 ngàn một cây mà cây cao như thế này về lấy bo được nhiều nha cả nhà. Đó, đây là cúc cam nha, giống cúc cam. Đây, đó, cây này về chúng ta lấy bo được nhiều ha. Cây cứng cáp hết rồi ha. Liền cốt khoảng 60% nha. Cây nào cũng xử lý đế rất là đẹp luôn nha cả nhà. Đó, cả nhà nhìn thấy không? Rồi, đó, đó là giống cúc cam nha. Chương trình tri ân khách hàng cuối năm thì em bán 100 ngàn một cây. Nếu ai lấy 3 cây em bao ship, và nếu mà mua 10 cây thì em sẽ tặng 1 cây luôn nha. Rồi và tiếp tục một cái giống mai nữa bên vườn mai nhà em. Đó chính là giống này mà mọi người hỏi em rất là nhiều nè cả nhà. Thì hôm nay cũng được một số để giao lưu với cả nhà. Đó là cúc nữ hoàng pha lê nha. Trời ơi, hoa của nó rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Rễ, trước tiên là bộ rễ. Rễ thì đều được xử lý rễ hết nha. Cây nào cũng xử lý rễ hết. Đó, cả nhà thấy không? Thì cái lô này nó cao tầm khoảng 2,5 tấc đi lên nha. 2 tấc, 1 gang tay của em hơn xíu nè. 1 gang tay của em hơn xíu thì khoảng 2 tấc đến 2,5 tấc ha. Đi lên. Rồi, cái giống cúc nữ hoàng pha lê này thì em xin bán với giá là 250 ngàn một cặp nha. Ai lấy một cặp thì em sẽ ship cho bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn ha, bao ship toàn quốc luôn. Thì cây nào cũng được xử lý đế hết nha cả nhà, cây nào cũng có xử lý đế hết. Đây, có cây thì cũng được 2 nhánh. Rồi đây, rễ đây, có rễ tổ chim nữa ha. Rồi đây, rồi em đo gang tay nha, 1 gang trở lên nha cả nhà, khoảng 2,5 tấc nha. Đó, đây là giống cúc nữ hoàng pha lê ha, cây nó như thế này đây. Thì cái này về chúng ta cũng lấy bo được liền rồi nha. Rồi, tiếp theo một cái giống mai nữa bên vườn mai nhà em, đó chính là giống cúc tây thi nha cả nhà. Cúc tây thi, đây em được em thấy được 2 cái hoa nó đang chuẩn bị nở. Thì mọi người nhìn thấy cái hoa nó rất là ú và rất là dài như thế này thì hoa sẽ nở rất là to cả nhà. Nè, cái nụ nó ú nu nè, như trứng cúc luôn á. Đây cả nhà thấy không, đây chưa nở nhưng mà cái nụ của nó rất là dài ha, cả nhà nhìn thấy nè. Đó, cái này nở ra rất là to luôn nha. Cũng có cây được mấy nụ nè. Rồi thì cái giống cúc tây thi này em cũng bán với giá là 250 ngàn một cặp nha. Nếu ai lấy một cặp thì em cũng bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn ha. Đây, đây em xin đo gang tay nha. Thì cây này cũng 1 gang tay của em đi lên tầm khoảng 2,5 tấc đi lên ha. Đây, cái rễ thì đều được xử lý rễ hết nha cả nhà. Cây nào cũng vậy, cả nhà vui lòng thì khi về hai chậu thì moi rễ đó giúp em nha, chứ rễ nhiều quá thì em không có ngồi moi từng cây cho khách được. Thì khi nào về thì moi giùm em ha.
Đây, đây là giống cúc Tây Thi, giá 250 ngàn một cặp ha. Bên đó là nữ hoàng pha lê, rồi cúc cam, rồi cúc đợt đỏ, rồi cúc đợt xanh. Đây rất là đẹp luôn. Xin mời cả nhà hãy thích thì xin hãy liên hệ em qua số điện thoại là 0397142252 nha. Đây là giống cúc cam á, cúc đợt đỏ. Một màu đỏ rất là đẹp luôn nha. Cái này vừa chơi hoa vừa chơi lá luôn á cả nhà. Rồi, đó là cái giống mai bên vườn mai nhà em. Thì xin mời cả nhà thích thì hãy liên hệ bên em nha. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm. À, còn một giống nữa cả nhà ơi, em quên nữa. Đó là giống cúc Phượng Hoàng. Đây em sẽ tiến về cái giống cúc Phượng Hoàng cho cả nhà xem nha. Đây, đây là giống cúc Phượng Hoàng. Đây, giống cúc Phượng Hoàng nha cả nhà. Đây rễ thì đều được xử lý rễ hết nha. Cây thì tầm khoảng một gang tay của em đi lên ha. Đây là giống cúc Phượng Hoàng. Giống này thì em cũng nghe rất là nhiều khách hỏi em đây. Thì hôm nay em cũng được một số để giao lưu với cả nhà ha. Đây là cúc Phượng Hoàng. Thì em bán với giá là 250 ngàn một cặp luôn nha. Cái loại này ai lấy một cặp thì em sẽ bao phí vận chuyển tới nhà cho mình luôn. Đó là cúc Phượng Hoàng. Cái lá của nó cũng rất là đẹp nha. Hoa của nó thì khỏi phải chê nha cả nhà. Bởi vì cái giống này rất là nhiều người đang muốn sưu tầm đây. Đây là cúc Phượng Hoàng nha. Rồi số lượng Phượng Hoàng thì em cũng không có nhiều lắm. Làm được khoảng hơn 100 cây thôi nha cả nhà. Thì ai thích thì xin hãy liên hệ bên vườn mai của nhà em nha. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi những cái video vườn mai nhà em. Và hãy bấm đăng ký vào cái kênh YouTube Chích Chè Bông để cập nhật nhiều cái giống mai mới lạ bên vườn mai nhà em nha cả nhà. Đây bên em rất là nhiều giống mai ạ. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm ạ. Xin cảm ơn.